Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn bếp nhỏ của góc nhà mẹ Chip. Vào những ngày nóng bức oi ả như thế này, thì bạn chọn những món gì để lên thực đơn giải nhiệt cho cả nhà? Mẹ Chip quan niệm những món cho bữa cơm mùa hè thì phải thật đơn giản, có nhiều rau và ít dầu mỡ thì sẽ làm cho bữa ăn càng ngon miệng hơn. Canh chua cá, canh rau tập tàng nấu tôm đều là những món rất ưa chuộng của mùa hè. Hoặc giả hôm nào có thêm chút ít thời gian, bạn thử đổi vị cho gia đình mình bằng một món gỏi hải sản mát lạnh nào đó. Hôm nay mình sẽ mời cả nhà món gỏi sò đỏ trộn với xoài xanh. Nghe tới là đã thấy ngon tuyệt cú mèo rồi đúng không? Giờ thì bắt tay vào làm đi nào! Trước tiên thì mình sẽ sơ chế các loại rau củ để đi kèm với món gỏi. Một củ cà rốt bự như thế này, chỉ cần lấy một nửa, gọt sạch vỏ, rửa sạch và bào sợi là được rồi. Đương nhiên gỏi xoài xanh thì không thể nào thiếu xoài xanh rồi đúng không? Hãy chọn một quả xoài xanh mà khi dùng tay bóp vào thân của nó còn rất cứng thì thịt mới đủ độ giòn. Sau đó ta sẽ bào sợi xoài xanh giống như bào sợi cà rốt ban nãy. Món gỏi này còn góp thêm vị chua ngọt của trái kumquat, một loại trái giống như trái tất của Việt Nam nhưng bên trong thì ít nước, ít hạt và có vị ngọt hơn so với vị của trái tất. Bây giờ thì mình sẽ sắc mỏng phần thịt của trái kumquat, sau đó cho kumquat và các loại xoài, cà rốt vừa bào sợi vào trong một thố, cắt vào tủ lạnh để các loại rau này có thể giữ được độ giòn và độ mát lạnh của chúng. Nếu muốn món gỏi của mình thêm chút mỡ màng, bạn có thể luộc thêm một lạng thịt ba chỉ với vài cọng hành lá, vài lát gừng, nhớ thêm vào xíu muối để thịt được thơm và đậm đà hơn. Nhắc đến sò đỏ, người ta nghĩ ngay đến những món tươi ngon, tinh tế của Nhật như sushi, sashimi. Sò đỏ được xem là đặc sản của vùng biển Bắc Đại Tây Dương, rất giàu chất sắt omega 3 nhưng lại rất ít calorie. Ở đây mình có 400g sò đỏ, đông lạnh đã được làm chín. Sò đỏ khi được luộc chín thì phần thịt sẽ chuyển sang màu đỏ như thế này. Để an toàn hơn, mình sẽ trụng sơ sò đỏ qua nước sôi trong vài phút. Không nên trụng quá lâu vì sò đỏ sẽ bị dai. Sau đó sẽ tiếp tục chần sò đỏ qua một bát nước lạnh. Cách này sẽ giúp cho thịt của sò đỏ giữ được độ giòn. Thịt ba chỉ sau khi đã luộc chín sẽ sắc thành những lát, sau đó sắc ra thành những sợi nhỏ. Nếu không thích thịt ba chỉ, bạn có thể thay bằng tôm sú, hoặc món gỏi chỉ độc nhất mỗi nguyên liệu sò đỏ thì cũng đủ ngon. Linh hồn của các món gỏi Việt Nam thì không gì có thể thay thế được vị của nước mắm. Và bây giờ mình sẽ pha chế nước mắm để trộn gỏi. Cho vào bát con với tỷ lệ 2 thìa ăn phở đường và 1 thìa nước mắm. Sau đó khuấy đều, đợi cho hỗn hợp tan hoàn toàn thì vắt vào bát lửa quả chanh. Vì đây là món gỏi có sự góp mặt của xoài xanh cho nên phần nước sốt pha có độ ngọt nhỉn hơn chút để cân bằng với vị chua của xoài. Sau khi các hỗn hợp đã hòa quyện với nhau, ta sẽ cho vào 1 thìa tương ớt đỏ, 1 thìa tương ớt con gà và 1 thìa tỏi băm. Hai loại tương ớt này sẽ giúp cho màu sắc của món gỏi trông đẹp và ngon hơn. Nếu muốn cay hơn nữa, bạn có thể thêm một ít ớt tươi băm nhuyễn vào cùng. Với mắm pha trộn gỏi thì mình sẽ không cho thêm nước lọc vào, như vậy thì mắm sẽ giữ được độ sánh và khi trộn vào gỏi thì gỏi cũng không bị ra nhiều nước. Với nước mắm trộn gỏi cần phải pha trước 1 tiếng hoặc ít nhất 30 phút để các nguyên liệu hoàn toàn hòa quyện vào nhau, thì như vậy khi trộn vào gỏi thì gỏi sẽ thấm ngon hơn. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ta lần lượt cho các nguyên liệu vào thố, rưới nước mắm lên, rồi dùng tay hoặc dùng đũa trộn các nguyên liệu vào với nhau một cách nhịp nhàng. Gỏi mang hương vị Việt Nam thường không thể thiếu một ít lát gừng sắc sợi kèm theo vài loại rau thơm như tía tô, húng dũi, húng quế, rau răm. Đây là những loại rau vừa kích thích khẩu vị, vừa chống ngấy, lại điều hòa âm dương cho cơ thể.
Hơn nữa, thêm một chút mè rang và hành phi sẽ càng làm cho món gỏi vừa thơm giòn lại thêm nhiều dinh dưỡng. Nếu không có cơ hội gặp những con sò đỏ ngon và rẻ như thế này, bạn có thể thay thế sò đỏ bằng sứa, mực, tôm hoặc các loại hải sản tươi sống khác. Món gỏi sò đỏ xoài xanh này đúng chuẩn ngon thì khi ăn vào ta sẽ cảm nhận được vị mát lạnh của các nguyên liệu. Độ giòn của xoài và cà rốt quyện với vị béo thơm của hành phi và mè rang, xen kẽ một chút cay của gừng và vị chua the nơi đầu lưỡi của trái cơm quật. Đặc biệt, thịt sò đỏ mát trong miệng, mềm, ngọt lại giữ được độ giòn nhất định. Món ăn này sẽ càng hợp lý hơn khi đi cùng với bánh tráng nướng giòn. Giờ thử bỏ tất cả vào một miếng bánh tráng, sau đó cho vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được sự dung hòa tuyệt vời giữa sự kết hợp từ những sản vật của đất trời và đại dương này. Cảm giác lúc đó chỉ có thể là ngon nhức nhối, ngon quên cả lối về. Sau một ngày làm việc đầy bận rộn, lại được ăn một món gỏi ngon lành và mát lạnh như thế này, chắc chắn bạn sẽ quên đi tất cả những mệt nhọc và cảm thấy yêu đời hơn. Cuộc sống sẽ càng tuyệt vời và đầy ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ món ngon đến với nhiều người. Xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.